Hello các bạn, lại là Phúc đây. Cái hôm mà tôi đang quay cái clip này là tôi đang lang thang vào một buổi chiều chủ nhật. Các bạn có tin là tôi chạy từ quận 8 qua bên Phú Nhuận chỉ để mua một ly cà phê rồi quay trở về không? Trên một con hẻm nhỏ trên đường Phan Đình Phùng, Phú Nhuận thì có một cái quán cà phê vợt lâu đời nhưng mà rất là đông khách. Cà phê thay vì phải pha phin thì ở đây pha bằng vợt vải. Tôi mua một ly bạc xỉu mà thơm cà phê vô cùng luôn. Hôm nay tôi đi từ đường Trần Huy Liệu gặp ngã tư Huỳnh Văn Bánh thì quẹo phải đâm thẳng qua ngã tư Nguyễn Văn Trỗi để về hướng đường Phan Đình Phùng. Ra đến đường Phan Đình Phùng thì các bạn rẽ trái còn 20 m nữa đến ngã tư Phú Nhuận thì sẽ có hẻm 30, các bạn rẽ phải vào vài mét là tới nha. Chiều hôm nay thì Phúc đi mua cà phê ở quán cà phê vợt Phan Đình Phùng nằm tại số 330 xuyệt 2 đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận. Quán đây sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm mỗi ngày. Cà phê đá chỉ có 12 ngàn đồng một ly, cà phê sữa nóng và cà phê đen nóng giá sẽ dao động từ 7 ngàn cho đến 13 ngàn đồng một ly. Hôm nay hai đứa tôi gọi cà phê sữa đá và bạc xỉu đá đồng giá là 17 ngàn đồng một ly. Ai mà không uống được cà phê thì còn có nước sâm và nước cam nữa nha. Đứng chừng 10 phút là tôi đã có cà phê mang về rồi. Quán đây sẽ có một khu để cho các bạn có thể ngồi lại thưởng thức trên những chiếc ghế bằng nhựa nhỏ. Cà phê đây sẽ được lọc trong hai lớp vợt, được chế nước sôi trực tiếp để lọc lấy cà phê. Nhìn đơn giản vậy chứ cách pha chế cũng cầu kỳ dữ lắm nha. Theo Phúc thấy thì những ai thích uống cà phê nguyên chất thì sẽ cảm thấy cà phê ở đây làm thơm ngon. Vì cà phê ngoài thị trường bây giờ đa phần đều pha rất là nhiều, cho nên để tìm được những quán cà phê giữ được hương vị như vậy thì cũng khá là hiếm. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.